Đừng tùy tiện dùng đồ của người lạ nếu không muốn gặp rắc rối. Đố các bạn biết NONO làm nghề gì? Câu trả lời sẽ có ở cuối video. Gần đây ở chung cư hoạt hình chế, xôn xao vụ giết người ở tầng 13. Một người đàn ông được tìm thấy đã chết trong nhà riêng của mình. Bên trong nhà phát hiện ra cơ thể của nạn nhân bị hút cạn máu, còn mỗi cái xác khô. Nhưng đầu thì lại biến mất không dấu vết. Công an đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Từ ngày đó, tòa chung cư bắt đầu xuất hiện những điều kỳ quái. Người ta kể, hàng đêm ở gần đó có thể nghe thấy những tiếng kêu gào thảm thiết phát ra từ ngôi nhà. Thời gian sau, ngôi nhà treo biển cho thuê, nhưng vì câu chuyện đó nên không ai dám ở mặc dù giá rẻ. Hôm đó, Suka ở quê lên và vào chung cư thuê nhà. Đột nhiên một ông già lập dị chặn đường nói, đừng thuê nhà ở đây, tất cả chúng đã bị ma ám. Hoang đường, trên thế giới này làm gì có ma quỷ. Nếu cô vẫn muốn thuê thì nên nhớ đừng bao giờ ở trong đó một mình. Đi làm rồi trả tiền thuê nhà mỗi tháng đã mệt muốn chết rồi, chứ nói mấy chuyện này làm gì. Nếu cô không nghe thì đừng hối hận, đúng là ông già lập dị. Sau khi thuê được nhà, người chủ nói, đồ đạc trong căn phòng này đều là của người thuê cũ đã chết, nhưng không có ai nhận. Tất cả đều là đồ mới thế này, bỏ đi thì thật lãng phí. Nếu cô muốn có thể lấy những món đồ đó, nhưng hãy cẩn thận, người ta nói, đồ của người chết thường bị ám. Cháu không sợ đâu, cảm ơn bà. Nửa đêm, Suka bị mất ngủ nên đã dậy ra ngoài ngồi trước TV chuẩn bị xem phim hoạt hình chế cho dễ ngủ, thì phát hiện TV không mở được, chả nhẽ TV hỏng nên họ mới để lại. Đang định quay lại giường thì tivi rè rè rồi phát ra âm thanh. Nó tự bật một video kỳ quái. Tò mò Suka ngồi xem. Mấy hôm sau, Nô tiện đường lên ghé thăm Suka. Cậu bất ngờ khi nhìn thấy Suka phờ phạc, gầy gộc, mắt đỏ oạch. Nô nghĩ rằng cô bạn gái đã làm việc quá sức. Em đừng có mà làm việc nhiều quá, hại cho sức khỏe, hãy nghỉ ngơi chút đi. Sau đó Nô đi làm luôn. Đang trong lúc làm việc, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Alo, tôi đã đóng tiền lãi rồi cơ mà. Không phải chuyện đó, chúng tôi là bên công an. Bạn gái của anh đã chết tại nhà riêng, anh mau chóng đến để làm việc. Tại sao lại như thế được, hôm qua vẫn còn ổn cơ mà. Nô vội vàng phóng xe máy về nhà. Vừa bước vào, phòng xộc ra một mùi hôi thối khó chịu. Còn Suka là một cái xác khô đã phân hủy rất lâu rồi đang nằm trên chiếc ghế sofa. Và quan trọng là không có đầu. Công an đã vào cuộc điều tra và lục soát toàn bộ căn nhà. Mấy ngày sau, họ thông báo không thể tìm thấy manh mối nào và nguyên nhân dẫn đến cái chết đó. Nô nghe xong đau khổ ngồi gục xuống ghế sofa. Đột nhiên chiếc tivi tự động bật lên lại những video giữa Nô và Suka ngày xưa. Cậu ta bị lôi cuốn bởi những hình ảnh hạnh phúc đó. Anh Nô, hãy vào đây chơi với em, vào đây với em. Nô từ từ tới gần chiếc tivi. Nhưng bất giác, cậu nhìn thấy chiếc tivi chưa cắm điện. Nhưng đã quá muộn. Câu hỏi ở đầu video là đố các bạn biết NONO làm nghề gì? Câu trả lời đó là nghề thợ xây. Nhưng ai trả lời đúng thì nhớ để lại một ý kiến của mình ở phần bình luận nhé. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, một subscribe nha.